Tại sao họ? Hãy tiếp tục học bài 34 tương ứng với bài 11 quyển 1. Đầu tiên hãy nghe và nhắc lại từ thư ký. Mì su. Mì. Mì. Su. Su. Mì su. Mì su. Thư ký của tôi. 我的秘书 我的秘书 Đây là thư ký của tôi. 这是我的秘书 这是我的秘书 Bây giờ là từ trước tiên. Âm Hán Việt là tiên. 先 先